Kính thưa quý vị và các bạn, qua 2 ngày thi đấu tại giải Điển Kinh học sinh huyện Đông Triều năm học 2013-2014, chiều ngày 5 tháng 2, ban tổ chức đã trao các giải nhất toàn đoàn cho trường tiểu học Tràng An, trung học cơ sở Mậu Khê 2, giải nhì cho tiểu học Hưng Đạo, trung học cơ sở Yên Thọ và giải ba cho trường tiểu học Việt Dân, trung học cơ sở Bình Khê, cùng với các giải thành tích đồng đội nam nữ và cá nhân vận động viên. Trên 400 vận động viên của 50 trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện Đông Triều đã tham gia giải điển kinh học sinh toàn huyện. Trong đó, các vận động viên tiểu học tham gia thi đấu ở 3 nội dung và cho cơ sở tham gia với 8 nội dung. Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều trường vẫn duy trì và giữ vững được thành tích như Trung học cơ sở Đức Chính, Trung học cơ sở Yên Thọ, Tiểu học Hương Đạo, đặc biệt có sự bứt phá của Tiểu học Nguyễn Văn Cử, Trung học cơ sở Mạo Kế 2. Vị trí xếp hạng các nội dung thi đấu đều có sự đổi ngôi giữa các trường trong khu vực nông thôn, miền núi và thị trấn so với các giải trước đây. Qua giải cho thấy các trường đã có sự quan tâm đúng mức đến phong trào thể dục thể thao, đến giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường. Ban tổ chức cũng đã lựa chọn ra được đội tuyển điển kinh của huyện Đông Triều chuẩn bị tham dự giải điển kinh học sinh tỉnh Quảng Ninh vào tháng 4 tới.